mày nhắm thiếu thốn quá. Mày ra ngoài kiếm gái nha mày. Ở đây ban ngày ban mặt á, mày dám làm hại con gái nhà lành hả? Không biết như tao đâu. Mẹ mày, ở đâu là xen chuyện của tao vậy mày? Mày có chừng tao đó. Chừng mày sao? Mày làm gì tao? Lần sau đừng để tao gặp mặt mày nha mày. Ê, câu này tao nói mày mới đúng nha. Lần sau tao thấy mày đâu á, tao tập mày đó đó. Đi mày. Đi giờ. Chừng tao á. Mày dừng không? Mất dạy. Em có sao không? Em cảm ơn anh nha. Em đừng có lo. Anh đuổi nó đi rồi. Từ đây sắp tới anh không có dám tới tìm em đâu. Thôi, anh đưa em vô nhà nha. Đi ngủ thôi em. Anh. Hả? Em có cái này tặng anh. Cái gì vậy? Ủa? Hai vạch nè. Em có thai hả? Bây giờ anh tính sao? Anh đừng có nói là anh định quốc người truy phong nha. Có đâu. Tại em đưa cho anh vậy á, cái anh hơi bất ngờ một tí thôi. Bất ngờ thiệt không? Anh đừng có lảng tránh nha. Em nói cho anh biết, anh phải chịu trách nhiệm với em đó. Không là em đi kiện anh cho coi. Em làm gì mà căng thẳng vậy? Anh có nói gì đâu. Đúng là em đưa cho anh á thì anh cũng hơi đường đột, hơi bất ngờ thôi. Này, bây giờ em có con rồi đó. Từ đây về sau á, anh sẽ lo cho em cuộc sống hạnh phúc đầy đủ hơn. Không để cho em với con á thiệt thòi bất cứ điều gì đâu. Anh nói thật hả? Anh nói thiệt. Em yên tâm nha. Anh á là người đàn ông có trách nhiệm. Anh không có sống điểu cán đâu. Anh á tự tạo đứa con thì anh sẽ nuôi nó được. Tin tưởng anh nha. Anh nói như vậy thì em yên tâm rồi. Mà nè, vậy thôi á, để ngày mai á anh đưa em đi bệnh viện em khám thai nha. Anh muốn nhìn thấy á đứa bé con của anh á từ trong bụng mẹ nó sẽ như thế nào, phát triển ra sao. Với lại á, khi mà con sinh ra anh muốn mẹ con em á được đầy đủ nhất, sung sướng nhất. À, thôi khỏi đi, em mới vừa đi khám rồi, không cần anh đi đâu. Đâu có được, anh là ba đứa bé mà, anh phải lo cho em chứ. Để anh đã nói là không cần rồi mà. Thì tại là em lo cho anh thôi. Anh còn bao nhiêu công việc nữa. Với lại á, ở phòng khám thai á, có nhiều phụ nữ mang thai lắm. Anh là đàn ông đi vô đó không có tiện đâu. Nghe lời em đi, em sẽ tự lo được. Anh đừng có lo gì hết á. Khi nào mà em cần anh đưa đi, em sẽ kêu anh đưa, chịu không? Nhưng mà em phải hứa với anh á, bây giờ em có thai rồi á, đây là con của anh, em hiểu không? Em phải đi đứng á, ý tứ cho đàng hoàng vào. Và ăn uống bồi bổ nữa. Con mà có mệnh hệ gì á, là không yên với anh đâu. Em biết rồi mà. Thương quá. Nhà đẹp ha. Anh đúng là thằng khốn nạn mà. Anh bỏ rơi tôi chưa đủ hay sao? Bây giờ anh tới đây làm gì? Anh có biết đây là nhà của anh Thắng không hả? Làm gì căng vậy? Hết tiền xài rồi, đến đây kiếm chát chút đỉnh được không? Anh đúng là thằng khốn nạn mà. Sao? Khốn nạn hả? Thằng này khốn nạn. Mày vẫn có người cầu xin quay lại, nhớ không? Biến ra khỏi đây nhanh lên. Sao mà biến được? Đã nói rồi, hôm nay đến đây là phải nhận được một chút gì đó mới biến. Mà khoan, cô nói tôi khốn nạn hả? Tự nhìn lại bản thân mình đi. Cô gài người khác nuôi cô như vậy, tính ra cô là người khốn nạn hơn tôi đó Mai à. Sao? Hôm nay mà không có tiền, tôi sẽ nói với thằng chồng sắp cưới của cô. Đứa con trong bụng đó, con tôi đó, cô nghĩ như thế nào? Dám hả? Mai, thằng này có chuyện gì mà không dám làm hả? Mà nói thật nha, tôi cũng không ngờ là cái thằng đó nó ngu si đến như vậy. Ngẫm nghĩ thử coi, cô quen nó cũng được 3 tháng rồi đúng không? Trong khi cái thai của cô á thì đã 5 tháng rồi. Vậy mà thằng đó nó không thắc mắc hay là nghi ngờ bất cứ vấn đề gì hết. Tôi phải nể cái IQ của thằng đó thì nể dữ dằn luôn. Nhưng mà không có sao, nhờ những thằng ngu như vậy thì những thằng thông minh như tôi sống mới khỏe, hiểu không? Anh Thắng thì ra mọi chuyện á là hai người gài bẫy tôi hả? Nãy giờ tôi đứng bên ngoài á, tôi nghe rõ hết mọi chuyện rồi.
Đợi anh có lâu không? Anh, em có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì? Em có thai rồi. Có thai? Báo với anh chi? Hả? Anh đã nói rồi, quan hệ xong á thì phòng tránh cho kỹ đi. Có thai liên quan tới anh hả? Anh nói như vậy là sao hả? Không có anh thì làm sao mà em có thai được? Nó là con của anh đó, anh phải chịu trách nhiệm chứ. Em nói gì vậy? Con của anh? Em chắc là con của anh không? Bằng chứng đâu? Nè, em ngủ được với anh á thì chắc gì không ngủ được với thằng khác, đúng không? Hả? Còn tôi á, mỗi lần quan hệ với cô tôi đều phòng tránh rất là kỹ. Cho nên cái việc có thai là do cô, không phải do tôi. Đừng bắt thần này xử lý hậu quả, ok? Khốn nạn! Khốn nạn? Tôi khốn nạn đó, rồi làm sao? Cái thai này là con tôi cũng không nhận luôn. Cô thích làm gì tôi? Hả? Cái tác này là coi như đã trừ hết nợ rồi. Còn nó, cô muốn giữ hay là bỏ, chuyện của cô. Đừng tìm tôi. Anh đứng lại đó. Anh khốn nạn. Anh à, em xin lỗi. Là do em hết. Em sợ mang tiếng là chửa quan, là lăn loạn trắc nết, cho nên em mới gài bẫy để bắt anh chịu trách nhiệm. Rồi như vậy á, cô dám gài tôi hả? Thật ra em biết được anh cũng có tình cảm với em. Lúc anh dàn cảnh đi tiếp cận em, em chỉ nương theo đó mà diễn thôi. Chà, ghê vậy ta. Tính ra em cũng thâm độc lắm đó. Anh thôi đi, anh không có quyền chửi tôi ở đây. Tất cả là do anh hết. Nếu như mà anh chịu trách nhiệm với tôi thì tôi đã không lừa gạt anh Thắng rồi. Bây giờ anh biết anh Thắng là người giàu có, anh còn dám tới đây để tống tiền tôi nữa. Cô im đi. Lúc đầu á, tôi đem lòng yêu thương cô vì thấy cô hiền lành dễ thương. Nhưng tôi không ngờ thằng này nó ăn ngốc, cô bắt tôi đổ vỏ hả? Cô đối xử với tôi như vậy á, tôi thấy được không? Không phải như anh nghĩ đâu, em thương anh thật lòng mà. Buông ra, đừng có ngụy biện nữa. Tôi nói không biết, dù cho quá khứ của cô dơ bẩn cỡ nào tôi cũng chấp nhận được hết á, tại vì tôi thương cô. Còn bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ rồi, cô gài bẫy tôi như vậy á thì không còn tình thương nào ở đây nữa hết. Anh ạ, chuyện đám cưới của hai đứa mình á chấm dứt từ đây, không có cưới hỏi gì hết. Đừng mà anh, em xin anh đó. Nè khoan, hai người bình tĩnh từ từ đi, giải quyết êm đẹp đi. Tôi còn kiếm chát chút đỉnh, giải quyết như vậy là chết tôi đó. Ây da, bất dạy. Tới giờ phút này á, mày còn dám nói chuyện nham nhở kiểu đó hả? Tao nói cho mày biết, mày là thằng đàn ông, dám chơi thì dám chịu đi. Mọi chuyện bây giờ trắng đen rõ ràng hết rồi, tao không có liên quan. Biến ra khỏi nhà tao đi. Nè, khỏi cần phải đuổi thằng này. Thằng này đến đây chủ yếu là để kiếm chát thôi, không có tự động tao đi được. Ok. Còn cô nữa, tôi nói cho cô nghe, cái thai này không hề liên quan đến tôi. Cô muốn giữ hay để là chuyện của cô, đừng tìm tôi nữa, nghe chưa? Cút rẹ. Bye bye. Em thật lòng xin lỗi anh. Chuyện đến nước này em không còn mặt mũi gì ở lại đây nữa. Mọi chuyện em làm em sẽ tự chịu trách nhiệm. Con em sẽ tự nuôi. Tạm biệt anh.